Chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với video mới nhất của Gara Ô Tô Phương Quang. Thì đây, hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác một cái ban bệnh rất thường gặp ở con xe Hyundai 4 chân đời 2004. Thì là con này thì nó đang bị ăn nhớt này. Đấy. Và ăn nhớt thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Cái thứ nhất là xi măng bơm hơi. Cái thứ hai là xi măng của máy, xi măng của động cơ. Cái thứ ba là turbo bị ăn nhớt. Đây thì con này nó rơi vào trường hợp là turbo bị ăn nhớt. Thì tại sao turbo nó ăn nhớt? Thì để em cũng nói luôn cho bác. Các bác nào biết rồi thì bỏ qua nhé. Còn các bác nào chưa biết thì xem video của em. Thấy video hay thì đăng ký kênh ủng hộ cho Gara Ô Tô Phương Quang. Thì lý do mà là turbo ăn nhớt, trong cái trục turbo đấy nó có một cái rãnh xi măng đấy để nó chặn nhớt đấy. Khi cái xi măng nó mòn thì nó sẽ bị ăn nhớt và nhớt nó sẽ đẩy ra đằng cổ hút của turbo ấy, và nó sẽ đẩy qua két turbo, két làm mát turbo ấy, rồi sẽ đẩy ngược vào cổ hút. Đấy, thì nó sinh ra là ăn nhớt và xe khói, có mùi khói, nó có mùi nhớt đấy. Đấy. Thì đây. Hôm nay em sẽ quay video trực tiếp cho các bác xem. Con này nó đang bị ăn nhớt đây. Các bác thấy video hay thì chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Gara Ô Tô Phương Quang. Đây thì đây, con turbo này nó, các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, nó chảy nhớt ra đây này. Đây này, nó chảy hết nhớt, vung té hết ra đây. Đấy, dưới nó còn nhỏ giọt dưới chân máy đây. Con này thì turbo này thì nó bị sụp nhớt nặng rồi. Đấy, cách khắc phục của con này á, thì là một là thay. Bây giờ em tháo ra, nếu mà cánh nó vẫn còn đẹp thì mang đi phục hồi thì chạy ok. Còn nếu mà cánh nó đã bị mòn rồi á thì mình nên thay, không nên phục hồi. Bởi vì nó bị mòn cái cánh là nó bị mất áp suất gió. Đấy, turbo này của nó đây. Tí nữa em sẽ quay cái turbo bãi của em. Thì em sẽ so sánh hai cái turbo này để xem nào nó như thế nào. Đấy, các bác thấy không? Bây giờ em tháo ra em sẽ quay chi tiết cho các bác xem nhá. Rồi, bây giờ em bắt tay vào tháo thôi. Đây, thì em bắt tay vào tháo turbo cho các bác xem nhá. Con này thì bây giờ em sẽ thay turbo và sẽ tháo két gió ra, tháo két làm mát turbo ấy, mang đi xúc rửa. Bởi vì cái lượng nhớt nó đẩy vào trong két gió đấy quá nhiều, nếu mà mình mà không tháo vệ sinh sạch sẽ thì đi này nó sẽ bí.
Đây, các bác nhìn thấy không? Ống ống của nó toàn nhớt này. Đó. Này. Vào đây anh ghi cà lê 17 với cái tô vít hai cạnh đấy. Vít chủ này thì bạn nào được.
tháo mấy cái turbo này thì xương nhất là mấy con ốc này các bạn. Đấy, mấy con ốc ở cái cổ xả nó hơi nóng, nó xả ra đấy, nó hay bị rỉ, nó hay bị oxy hóa, nó két vào. Thật ra là tháo cái đấy là xương nhất. Con này thì cánh nó cũng mòn rồi.
Rồi. Ok, ra rồi các bạn. Rất vất vả. Đây các bạn, turbo em tháo ra rồi đây. Thì đây, con turbo cũ của nó trên xe tháo xuống đây. Bác nhìn thấy ghê không? Em dốc cái nó ra một đống nhớt này. Đấy. Nó sộc nhớt ra cái đường ấy này. Con này đây. Cánh dơ rồi. Đấy, cánh dơ và mòn. Mòn cánh này. Bác nhìn thấy không? Đấy. Quan trọng là đây này. Nhớt nó ra này. Đống nhớt này. Kìa. Đống rồi. Mình dốc một cái nó ra đầy nhớt này. Đấy. Còn turbo bãi của em đây. Cái con turbo này thì là cái turbo này á, của em á, thì là của cái con máy bãi mà trước em quay video ấy. Ở video trước ấy. Đây. Bác nhìn thấy cánh của nó không? Đấy, nhìn thấy cánh chưa? Sáng loáng đẹp long lanh luôn nhá. Đây. Đường đẩy gió vào két đây. Thì không có một tí nhớt nào luôn. Turbo rất đẹp. Đấy. Đây. Các bác so sánh hai cái này ra. Đấy. Một cái bãi, một cái cũ đây. Rất chi là đẹp à. Đấy, hôm nay em thay con này, cái bãi này cho con xe này. Turbo này thì chắc chắn là ok rồi. Đấy, có anh nhìn thấy không? Cánh nó mòn này. Cánh nó mòn mà nó ăn nhớt kinh khủng luôn. Chưa thấy con nào nó ăn nhớt như này. Con này mà nó ăn nhớt nhiều quá là nó sẽ nhớt nó đẩy nhiều vào buồng đốt quá là nó sẽ hay nó rất dễ bị hòa ga là rất dễ bị hỏng máy ấy, hỏng động cơ ấy. Đấy, đâm ra là các bác lưu ý nhá. Xe của mình hễ bị turbo mà bị ăn nhớt cái các bác phải xử lý luôn. Đấy. Rồi. Ôi em hôm nay thì em chia sẻ thế thôi. Các bác nào cảm thấy video hay của em hay thì chia sẻ và đăng ký kênh. Các bác chia sẻ thì mỗi người chia sẻ cho em một cái nên các Facebook hoặc là Zalo gì đấy cho em được nhiều người đăng ký kênh để ủng hộ cho Gala ô tô Phước Quang. Đấy, các bác thấy không? Rồi, em xin phép được dừng video đây nhá. Chào các bác.